bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. 365 ngày chuyển động hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho bà con những thông tin hữu ích nào. Bây giờ mời bà con và quý khán giả cùng điểm qua sau đây. Nhà vườn Hậu Giang phất lên làm giàu nhờ chuyên canh mít ruột đỏ. Vú sữa vàng lạ mắt giá gần 900.000 đồng một trái, hàng hiếm xuất hiện tại Hậu Giang được bà con tìm giống. Nâng cao trình độ lao động nông thôn, đào tạo nông dân có tay nghề chuyên nghiệp hơn. Chuyên gia chia sẻ cách chăm sóc cây cà phê hiệu quả. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa bà con và quý khán giả, mít ruột đỏ, một giống mít từ Thái Lan đã trồng thành công ở nước ta mấy năm nay, chắc là bà con nhà vườn ai cũng biết rồi. Nhưng mà có bà con nào chuyên canh giống mít này nhiều năm liền rồi chưa ạ? Nếu như chưa thì bà con hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mô hình chuyên canh giống mít ruột đỏ của một lão nông ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang ngay sau đây. Ông là Nguyễn Văn Trắng, năm nay đã 66 tuổi, ngụ tại xã Chị Đông, huyện Vị Thủy, đã bén duyên với cây mít ruột đỏ trước tình cờ. Giống này thì đang giúp ông phất lên làm giàu nhờ giá bán khá cao. Chỉ nhìn mũi mít như thế này thôi thì chắc chắn là bà con mình cũng đã cảm thấy rất là thích và muốn dùng thử. Nó đỏ ươm và vị rất là ngọt. Mời bà con cùng xem ông Trắng đã làm giàu từ mít ruột đỏ như thế nào. Năm 2003, trong lúc đi tham quan hội chợ triển lãm các loại cây trái ngon, ông mua 50 cây giống về trồng thử nghiệm trong vườn nhà trên 4 công vườn tạp. Sau 2 năm, cây bắt đầu cho thu hoạch. Lứa đầu tiên thu hoạch trái bán được 10.000 đồng một ký, rồi tăng lên 30.000 đồng một ký. Hiện giờ trên thị trường, giống mít này được các thương lái mua với giá ổn định ở mức cao từ 60.000 đồng một ký, nhưng không đủ hàng để bán. Đến nay với 4 con mít ruột đỏ 15 năm tuổi, ông Trắng có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Theo ông, nếu giống mít này vẫn giữ mức giá như hiện tại thì hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn các loại cây truyền thống như xoài, bưởi và cả sầu riêng. Theo ông Trắng, giống mít này có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu nước ta khá tốt, cây sinh trưởng nhanh và cho thu hoạch khá sớm. Chỉ cần trồng cây con giống trong vòng 24 tháng là đã có thể thu hoạch. Đặc biệt, cây ra trái quanh năm và năng suất khá cao, trái to đều, chất lượng ổn định qua các năm. Trọng lượng trung bình mỗi trái khoảng 10 kg, có trái nặng tới 15 kg. Hương vị của mít ruột đỏ cũng lạ và ngon hơn giống mít thường. Muối mít dày, ăn dai và có vị ngọt thanh. Và còn đây chính là giống vú sữa mới. Đây là một cái giống vàng ống rất là bắt mắt và vị ngọt thanh đã khiến cho nhiều bà con mê mệt thời gian gần đây cũng xuất hiện tại Hậu Giang. Và đây chính là giống vú sữa Hoàng Kim từ Đài Loan đã trồng thành công tại Việt Nam nhưng mà chưa được đại trà. Hiện nay ông Trần Văn Rỡ ở xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang sở hữu giống vú sữa vô cùng đặc biệt này. Vú sữa này thì nó khiến cho nhiều người tò mò bởi vì rất là lạ mắt. Không những trái vàng mà cây có thân và lá nó cũng giống như là cây lê kima vậy đó. Ông Trần Văn Rỡ cho biết là trồng 100 cây thì chỉ sống được 3 cây mà thôi. Và hiện nay thì đang cho trái. Mời bà con cùng tìm hiểu về giống vú sữa vàng này cùng chúng tôi. Ông Trần Văn Rỡ chia sẻ, giống vú sữa Đài Loan này rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và thuốc bảo vệ thực vật. Trồng giống này còn đơn giản hơn trồng dâu. Hơn nữa, dâu thì mỗi năm có một mùa trái, còn vú sữa này thì có trái quanh năm. Điều đặc biệt nữa về giống vú sữa này so với giống vú sữa khác là mỗi trái chỉ có một hạt, trái màu vàng ống, đậu trái tự nhiên. Hơn nữa, các loại côn trùng không thể phá hại được. Trạm khuyến nông thị xã Ngã Bảy cho biết, giống vú sữa của ông Trở trồng đang được theo dõi nghiên cứu về sự phát triển của giống cây cũng như là tính hiệu quả kinh tế. Hiện địa phương chưa khuyến khích mở rộng diện tích trồng đại trà. Tuy nhiên, nhiều nông dân, đặc biệt là những nơi đang làm du lịch miệt vườn, tìm nhân giống và trồng để thu hút khách. Được biết, giống vú sữa này hiện được bán tại thành phố Hồ Chí Minh có giá hơn 800.000 đồng một trái, không bán theo ký. Trong khi vú sữa Việt Nam chỉ ở mức giá vài chục ngàn đồng một ký. Tuy nhiên, vú sữa Hoàng Kim này phải gần tới Tết mới có hàng, do đó người mua thường phải đặt trước. Lạ, hiếm hàng là yếu tố khiến cho vú sữa Hoàng Kim đang lên ngôi. Cũng chia sẻ với tình cảnh của nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở vùng chuyên canh lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, nhà vườn bắt đầu bước vào mùa thu hoạch trái sầu riêng chính vụ. Tuy nhiên, doanh nghiệp và thương lái đã tạm ngừng thu mua. Và việc ngừng thu mua sầu riêng đã làm cho người trồng loại trái cây này rơi vào tình trạng khó khăn. Hàng chục tấn sầu riêng có nguy cơ sẽ bị ế ẩm. Nguyên nhân do đâu mà loại trái cây đặc sản này bán không được? Chúng tôi mời bà con nhà vườn cùng tìm hiểu. Hiện tại, các cửa khẩu của Trung Quốc thông báo tạm ngưng nhập khẩu trái sầu riêng trong một tháng. Tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có nhiều cơ sở thu mua trái sầu riêng đóng cửa.
Cách đây khoảng nửa tháng, giá trái sầu riêng ở mức hơn 70.000 đồng một ký, nay sụt xuống còn dưới 60.000 đồng một ký, nhưng chỉ có một vài thương lái thu mua để tiêu thụ nội địa. Tỉnh Tiền Giang hiện có hơn 8.500 hectare cây sầu riêng, cho sản lượng trên 200.000 tấn trái mỗi năm. Thời gian qua, sầu riêng là loại trái cây đặc sản hàng đầu của tỉnh Tiền Giang, cho lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi hectare một năm. Do đó, dù bước vào mùa thu hoạch, nhưng thị trường tiêu thụ trái sầu riêng vắng lặng là điều bất thường, cần được ngành chức năng quan tâm tháo gỡ. Phụ thuộc thị trường Trung Quốc là thực trạng lâu nay đối với nhiều loại nông sản Việt Nam. Lời giải cho bài toán làm sao nâng chất lượng nông sản và đa dạng thị trường vẫn được ngành chức năng hết sức quan tâm. Tuy nhiên, cần sự phối hợp chặt chẽ từ ngành chức năng, doanh nghiệp, nông dân và cả nhà khoa học, từ đó mới có thể bảo vệ thành quả lao động của nông dân. Bên cạnh yếu tố thời tiết, dịch bệnh thì đầu ra luôn là nỗi lo lớn của nông dân. Tại huyện Iapa, Gia Lai đang thực hiện mô hình trồng cây đinh lăng. Bước đầu thì loại cây dược liệu này đã thích nghi được với điều kiện khí hậu cũng như là thổ nhưỡng của địa phương và đang phát triển rất là tốt. Và quan trọng là đầu ra đinh lăng rất là tốt bởi vì đã được doanh nghiệp bao tiêu. Đây là động lực lớn để người dân có thể chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Mô hình trồng cây đinh lăng được triển khai từ tháng 7 năm nay với diện tích 5 hectare tại làng Bi Dông, xã Pờ Tó, do trạm khuyến nông huyện Iapa phối hợp với hợp tác xã Tân Tiến thực hiện. Mô hình được triển khai trong 3 năm và có 4 hộ tham gia. Tổng kinh phí thực hiện mô hình gần 1 tỷ 400 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thạch Ngọc Khôi có địa chỉ tại huyện Chư Pư được lựa chọn là nhà cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Phía công ty đã cam kết bao tiêu sản phẩm gồm thân, củ, cành, lá cho các hộ tham gia dự án với giá tối thiểu là 25.000 đồng một ký. Đinh lăng là loại cây dược liệu quý, các bộ phận của cây có thể sử dụng làm thuốc hay gia vị. Cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo tính toán, mỗi hecta đầu tư trên 350 triệu đồng. Bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi có thể sẽ thu cành, lá cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng một hecta. Và từ năm thứ 3 trở đi thu toàn bộ rễ, thân, cành, lá với giá khoảng 15.000 đồng một ký khô thì có thể mang lại lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng một hecta một năm. Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là đã mang lại những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề nông thôn. Hiện nay, tổng số lao động nông thôn trên địa bàn dao động từ 650 đến 750 ngàn người. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo mới đạt sấp xỉ 12 đến 16%. Tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề theo chính sách của đề án 1956 là hơn 22.000 người. Trong đó, số người có việc làm sau đào tạo đạt 97%. Lâm Đồng đang đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nên nhu cầu lao động đã qua đào tạo rất lớn. Vấn đề đặt ra là tỉnh cần có những chính sách như là tăng cường liên kết các đơn vị đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để có được nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, đặc biệt là quan tâm hơn tới các đối tượng thuộc diện ưu đãi, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số và người có đất nông nghiệp bị thu hồi. Thưa bà con và quý khán giả, những con vịt trời này thích nghi rất là tốt với điều kiện thời tiết, nhất là hạn hán, nước mặn xâm nhập. Nên thời gian qua, ngành nông nghiệp của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã nghiên cứu thử nghiệm trong dân và sau đó sẽ triển khai nhân rộng mô hình. Và mô hình nuôi vịt trời theo hướng an toàn sinh học của anh Nguyễn Hồng Sơn ở xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là một điển hình. Nhưng mà vì sao địa phương này lại chọn vịt trời để nuôi mà không phải là một con vật nuôi nào khác, chị Ngọc Như? Nhân câu hỏi của anh Minh Thiện rất là thiết thực, cũng được nhiều bà con thắc mắc hiện nay. Bởi vì, thưa bà con, vịt trời là một cái loại vật thiên nhiên, thích nghi rất là tốt với mọi điều kiện khí hậu. Hơn nữa thì món ăn được chế biến từ vịt trời mang một cái hương vị rất là độc đáo, ngon hơn vịt bình thường. Thịt của nó thì rất là chắc và thơm ngon, lại bổ dưỡng. Chính vì thế mà nguồn vịt trời thương phẩm trên thị trường có thể nói là hơi khan hiếm. Đó là lý do chúng tôi giới thiệu thêm mô hình này đến với bà con và quý khán giả. Bây giờ thì mời bà con xem ghi nhận từ cộng tác viên của chúng tôi gửi về. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Phú giao cho trạm chăn nuôi và thú y huyện thực hiện mô hình nuôi vịt trời theo hướng an toàn sinh học tại hộ anh Nguyễn Hồng Sơn, ấp Tân Lập, làm thí điểm. Sau khi chuẩn bị chuồng trại, đến đầu tháng 9, bắt đầu nuôi 200 con vịt, 100% con giống, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh do trạm chăn nuôi và thú y hỗ trợ, với kinh phí 15 triệu 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, do mới nuôi lần đầu nên đã có 30 con vịt bị chết. Đến nay đã hơn 2 tháng nuôi, trọng lượng mỗi con đạt từ 1kg đến 1,2kg, giá bán hiện tại 120 ngàn đồng một con. Tính ra nếu bán hết đàn vịt này, anh có lời hơn 4 triệu đồng, và con số này sẽ cao hơn nếu như nuôi số lượng lớn.
Mô hình vịt trời này là nó đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Tại vì nó là với giá trị nó bán ra nó rất là cao hơn con vịt thường của mình. Qua hiệu quả kinh tế này á thì tôi sẽ nhân rộng cái mô hình lên. Theo khảo nghiệm và đánh giá chung, mô hình này chỉ cần tập trung diện tích vườn nhỏ và áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là có thêm nguồn thu một cách đáng kể trong thời gian nhàn rỗi. Vì ít tốn công chăm sóc và chuồng trại chỉ cần đầu tư một lần nhưng có thể nuôi nhiều lứa vịt. Tôi thấy cái mô hình vịt trời này thì có thể là chăn nuôi để mà thay đổi cái lúc mà nhàn rỗi mình không làm được vụ ba đó. Thì như vậy thì nó sẽ là đem lại thu nhập cho cá nhân, cho bản thân mình. Mô hình nuôi vịt trời theo hướng an toàn sinh học và nuôi tập trung, nếu thành công sẽ được nhân rộng trong dân, xóa dần quy mô nhỏ lẻ và tăng số lượng gia trại, trang trại, tiến tới thành lập các tổ hợp tác xã trên địa bàn huyện để đảm bảo đầu ra cho nông dân an tâm chăn nuôi. Kính thưa bà con, chọn một mô hình thích ứng với khí hậu thổ nhưỡng thì cũng cần phải có một quá trình thử nghiệm để nhân rộng. Trong khi tỉnh Lâm Đồng có sẵn lợi thế trồng cà phê, nên bà con đã tái canh vườn cà phê đang già cỗi hoặc là áp dụng những biện pháp hướng dẫn của ngành chức năng để sản xuất hiệu quả hơn. Và mấy ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã đưa nhiều thông tin về việc tái canh cà phê hay là việc trồng cây che bóng mát cho vườn cà phê. Ngày hôm nay sẽ làm những cái giải pháp tổng hợp giúp chăm sóc tốt vườn cà phê. Mời bà con thăm một vườn cà phê của nông dân ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nhà nông Phan Văn Hoạt ở xã Phi Tô, huyện Lâm Hà có hơn 7 hectare cà phê canh tác bền vững. Trước đây những diện tích cà phê này đều trồng giống cũ cho năng suất không cao, trung bình chỉ đạt 3 cho đến 3 tấn rưỡi một hectare. Chính vì thế anh quyết định ghép cải tạo lại khu vườn. Trong 3 năm anh ghép và tái canh lại toàn bộ 7 hectare cà phê với những giống cao sản hiện nay, và đến thời điểm hiện tại, sau 6 năm tái canh thì năng suất cà phê đã được cải thiện rõ rệt với mức trung bình 5 tấn một hectare. Ở vườn cà phê của nhà nông dân Phan Văn Quạt có thể nhận thấy các khu vực được phân chia rõ rệt với các hàng cây che bóng mát. Đây là điều không phải ai cũng thực hiện được, mặc dù ngành chức năng khuyến cáo rất nhiều. Đồng thời trên vườn luôn có độ ẩm nhất định. Các lớp hữu cơ được giữ lại trên đất nhờ cỏ dại đã giúp cho anh tiết kiệm được nước tưới và tăng độ phì nhiêu cho đất. Phóng viên chương trình có mặt thực tế tại vườn cà phê được chăm sóc tốt. Nhà vườn có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc cà phê để xem bí quyết nào mà nhà vườn thành công như vậy. Vâng, nãy giờ thì Kiều Anh đã cố gắng thử đi một vòng khu vườn của anh nhưng mà có thể là không thể nào đi hết được. Vậy thì với 7 hectare này thì anh cách quản lý và chăm sóc của anh như thế nào ạ? Cái quản lý thì cũng một phần là cũng kêu công để giúp làm. Còn những cái phần nào mà đặc biệt thì mình cũng phải làm, giống như là sửa cành rồi tạo tán thì cũng mình phải làm. Cái năng suất của khu vườn của anh Kiều Anh được biết là nó khá là ổn định. Anh có những cách chăm sóc như thế nào để giúp cho cái cà phê của mình nó năng suất nó đạt cao như vậy mà với cái diện tích rất là lớn như vậy ạ? Nhất là mình phải cứ giữ được cái không bị trôi mất màu, rồi bón phân là nó phải cân đối. Hàm lượng dinh dưỡng mình phải tính theo cân đối để cho giảm thiểu cái dư thừa, nó sẽ ổn định cái sản lượng của mình. Còn thỉnh thoảng thì cũng phải bón cái lân vi sinh. Như hiện nay thì Kiều Anh thấy là hầu như là anh không có làm cỏ, vậy thì anh quản lý cỏ dại trên vườn như thế nào? Anh thì chủ yếu là phát thôi. Coi như là mình làm cỏ, nếu mà mình cào nhiều quá thì nó cũng làm ký quá, nó cũng trôi màu. Bây giờ mình cũng để cỏ xong rồi cũng khai, một phần là nó cũng là tạo cho hữu cơ cho vườn mình lại. Có cỏ thì nó mới có hữu cơ thì mới cái con vi khuẩn vi sinh nó mới phát triển được, mới sống ở đó được, cải tạo giúp mình cải tạo cái đất thôi. Cái dùng thuốc thì cũng ít hạn chế lắm, dùng mấy con kiến rồi mấy con giống như gọi là thiên địch này đó, nó đối với mấy con trùng nó phá hoại thôi. Vâng, những kinh nghiệm của anh rất là quý báu ạ. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ những kinh nghiệm vừa rồi. Bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai. Nếu như muốn tìm hiểu về cây con giống mới, các mô hình sản xuất hiệu quả, nông dân phản hồi cho chúng tôi về địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, điện thoại 0263 3829930. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.